Thứ hai ông Thanh Xuân Đỗ xin kính chào an toàn thể tất cả các bác ạ. Thì ngày hôm nay em lên sóng cho các bác, đây là một dòng loa HZ. Thì như hôm qua em đã nhá hình cho các bác cùng về cái lô loa này rồi. Thì lần này em về cho bác một lô loa HZ với mã là MF12. Thì về khi chúng ta nhìn sơ qua bên ngoài thì chúng ta thấy là nó gần như là giống với dòng loa MA12 luôn. Đấy, giống khá là nhiều. Và đặc biệt đôi loa này thì nó lại hai hướng khác nhau. Với đôi loa MA12 nó sử dụng bát neo dãy tần từ nhớ nhau là từ 60 cho đến 18 kHz. Thì đối với con HZ này, HZ MF12 này sử dụng bát từ Philips thì dãy tần nó từ 45 từ 45 cho đến 18 k, có nghĩa là cái dãy bát của dòng này nó sẽ trầm hơn, nó trầm hơn so với cái mã của MA đấy, nó sẽ sâu hơn nhưng công suất thì lại thấp hơn một chút. Đối với mã MA12 thì công suất nó sẽ là 450, nhưng đối với con mã MF này thì công suất của nó sẽ là 350 vâng nha, ở độ nhạy 199 dB. Thì đối với đôi loa này thì đây là một trong những đôi loa hàng nặng thực sự luôn, thực sự nó thật, trên thị trường thì những đôi loa mà gọi hàng nặng thì đôi loa này được top là nặng nhất trên thị trường thực sự luôn. Với một đôi loa này nếu đóng xong thì bây giờ một đôi loa này nặng bây giờ dao động tầm khoảng trên 70 kg, nếu đóng hoàn thành cổng thì có bưu điện, thực sự là một cái trọng lượng quá nặng, quá nặng luôn. Và một chiếc loa thực sự là nếu một người phụ nữ bê thì nó hơi bị khó khăn, nó rất là chắc chắn. Từ cái e căng đó, nhìn thấy là từng e căng đấy, từng cái tem HZ thùng vách là bằng gỗ, họ làm rất chắc chắn và chiêu, nó làm cái kiểu dây chiêu giống như dạng array luôn, các bác thể chiêu nó dạng array được nha. Đấy, rất chắc chắn luôn, loa rất là cứng cáp, thùng thì giống y chang thôi, cũng vắt kiểu giống như kiểu là MA thôi, không khác biệt gì nhiều. Đấy, rất đẹp các bác, phải nói là cực kỳ khủng luôn, nhìn nặng lắm các bác nha. Một con tép của đôi loa này thì em nói các bác rồi, một con tép này nặng tầm gần 8 kg cơ, là một thằng khủng khiếp luôn. Bát cặp từ trắng, phân tần tụ solder, đấy, tất cả đều là những linh kiện cao cấp thôi. Và ngay bây giờ thì em mời các bác cùng vào bên trong và chúng ta cùng xem cái nội thất đôi loa này nó có những cái gì nhé, các bác sẽ mê mẩn nó nha. Và đây là cái nội thất bên trong của đôi loa này các bác nha. Thì cái đôi loa MF12 này thì nó cũng giống như gần như là giống tới 80% so với dòng MA12. Thì Xuân Tần nó cũng giống nhau luôn. Đấy, cũng giống nhau luôn các bác nhá. Cũng sử dụng toàn bộ nó chỉ có 6.500.000 đồng các nhá. 6.500.000 đồng so với cái giá mà hãng nó công bố ở trên website Dell Tech. Thì một dòng cụ rất là cao cấp hiện giờ. Nó có hiện tại bây giờ tiêu dùng chúng ta đang được một cái giá rẻ hơn. Đó là ba dòng cụ hiện tại bây giờ là đang gọi là VIP trong dòng loa full hiện tại bây giờ. Đấy là những dòng loa hãng nhiều. Hàng hiệu, nó sẽ cao hơn với MK18 tới 1 triệu đồng đấy, phải bác nhé. Thì nếu mà nếu đối với những cái tủ solder này thì hiện tại bây giờ giá khá là cao, nếu chúng ta mua hàng ship chứ không phải là hàng sách chúng ta mua thị trường hàng rẻ thì nó nói này. Còn nếu mà con hàng tủ solder ship này thì nó vài chục đô, nó khá là mắc các bác nhé, rất là mắc. Và hiện tại chúng ta cũng khá là khó mua bởi vì trên thị trường bây giờ chúng ta toàn là mua hàng nhái thôi, chứ hàng ship thì tủ solder rất là khó. Chỉ hàng bãi chúng ta hay mua trường hợp là mua tháo thùng ra, có nghĩa là những đôi loa không may bị vỡ thì chúng ta là người ta bán cái phân tần hỏng á, chúng ta tháo cái phân tần ra thì chắc chắn đốt những tụ xịn. Thì còn mua mấy cái tụ mới bây giờ thì các bác nhìn cái chất liệu họ làm là biết rồi, nó không phải hàng xịn rồi, rất là kém. Nha, còn những con tụ này rất là mắc các bác nhé, tụ solder xịn đấy, ba cuộn cám, chợ rất đẹp đúng không ạ, dây nhựa này, nghe long dung này, to đùng như dây điện này lắm, giống như dây hạ điện 2.5 này, 2.5 ly luôn này, khủng khiếp đúng không ạ, thùng bách rất chắc chắn nha, bồng tiêu âm nha, đấy, rất chắc chắn luôn, rất đẹp, đấy. Về con tép thì em cũng nói với bác rồi, đây là một trong những con tép hiện tại trên thị trường, nó đang còn tép to nhất trên thị trường luôn rồi, nó là dòng tép có thể nói là khủng nhất thị trường. Và một con tép này như bên em cân trực tiếp như hôm qua em livestream với các bác á, thì một con tép này nó nặng tới 7.8 kg, có nghĩa là nếu chúng ta lắp ốc ác lên thì tầm khoảng gần 8 kg. Đấy, gần 8 kg đuối cho một con tép này. Thực sự là bình thường bọn em bán một con tép nặng tầm khoảng độ 4 đến 6 kg là đã khủng lắm rồi. Nhưng con tép này nó là một con tép lên tới 8 kg thì nó là một con tép thằng khủng bây giờ. Mà con là con 750, từ 20 các bác nhá, từ 20. Khủng luôn, nó to như một cái bát luôn rồi. Nó nặng như một cái bát loa, nó nặng như một cái bát loa mà nó to như một cái bát loa luôn. Rất là khủng khiếp, rất đẳng cấp luôn. Đây là một con tép phải nói là duy nhất độc đáo duy nhất trên thị trường luôn. Nó là hàng độc. Và hiện tại bây giờ thì rất là nhiều dòng loa em từng bán là chưa con nào vượt qua con tép con này, chưa con loa nào có thể vượt qua được con tép to như này của thằng HZ này đấy, nó có sở hữu con tép to. Nhưng nó khác với dòng cái đời MA một chút, đây thì cái đời MA nó sử dụng là bắt neo, thì bắt neo nó có một cái ưu điểm riêng mà nó cũng có cái nhược điểm.
Thì hôm trước em bán là bát neo em ạ. Thì bát neo bác biết rồi, bát neo là một dòng bát nó cao cấp và nó bao phủ âm thanh rộng hơn từ Philips. Nhưng bát neo nó có một cái nhược điểm gì ạ? Cái từ neo thì cái tiếng bát nó sẽ không được trầm sâu giống như từ thường từ Philips. Cho nên là cái mã MA nó khá là mạnh. Đấy, nhưng nó lại là từ neo thì như một số bác bảo là tại sao bác đánh cảm giác là nó mạnh nhưng mà nó không không có lực, không có sâu. Thì đây, ngày hôm nay nhiều bác nào mà muốn lực hơn mà lại rẻ hơn thì chúng ta chơi con MF này. MF này giá là vừa tốt hơn. Hiện tại bên em đang bán với giá 11 triệu cho một đôi này, 11 triệu cho một đôi loa này. Nhưng các bác sẽ thấy là nghe tiếng bát nó sẽ trầm hơn. Đương nhiên công suất nó sẽ không lớn từ neo được, từ neo công suất nó sẽ lớn hơn một chút. Nhưng nói về cái độ trầm sâu của bát thì dòng này nó bát mạnh hơn. Con bát này nó sử dụng là côn 76. Đấy, 76 số với dòng côn 100 của dòng từ neo kia. Và sử dụng kẹp từ trắng các bác nha. Bát xưng đa chấu rất đẹp. Đấy, rất đẹp này. Đấy, côn 76. Đấy, mảng rất đẹp đúng không? Gần 2 sóng cực lực của các bác nha. Dòng này thì các bác vận chuyển bưu điện em cũng không lo lắm. Bởi vì là xưng nó khá là to và khá là dày, khá là nhiều. Xưng đa chấu này thì đi nó an toàn. Chứ không giống một số dòng xưng lớn thì nó đi hơi sợ. Mấy dòng mà lo mà bát nó lại lo mà xưng lớn ấy, một chỉ một khoảng độ 4 xưng á thì dòng nó đi hơi sợ một chút bởi vì bát nó nặng. Đấy thì con lo này cái bát từ kẹp rất là đẹp đúng không bác? Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Và đây cũng vậy, còn tép nó còn khủng hơn con bát bác, nhìn này. Còn tép nó còn khủng hơn con bát. Quá kinh khủng đúng không ạ? Đấy, quá kinh khủng luôn. Đấy, và những bác nào đang có nhu cầu về những đôi loa hàng khủng này liên hệ ngay bên em nhá. Liên hệ ngay để chúng ta sở hữu đôi loa hàng khủng này. Hàng độc đáo và giá tính ra nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn con MA tới 2 triệu, hơn 2 triệu đồng liền. Một cái giá rất là hời các bác. Đấy, mà chất lượng âm thanh thì phải nói là đỉnh rồi. Dòng này thì các bác chơi sẽ không dám rộng cực phê luôn. Đấy, sướng luôn các bác nha. Đấy, những bác nào đang thích những con dòng loa quay vật khủng đẳng cấp như này thì liên hệ ngay với hai bên em. Nếu bác nào là đầu tiên xem kênh của em, nếu mà chưa đăng ký kênh, rất mong được các bác hãy ủng hộ cho em một đăng ký kênh và một nút like các bác nha. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác. Chào các bác.